Xin chào mọi người nha, hôm nay mình sẽ phi hành tím nha mọi người. Thì làm sao để cho mình phi xong rồi á, nó không có bị nhũ nhẽo và nó giòn giụm luôn á mọi người, và bảo quản được lâu á, và nó không bị nát nữa. Thì xin mời mọi người cùng làm với mình nha. Thì hành tím này á, mình mua là khoảng 5kg, nhưng mà mình không có làm hết nha mọi người. Thì mình đang lột lên nè, hành tím thì lột cũng dễ mà. Thì những cái vỏ mà thì mình sẽ lột cho hết xong thôi, mình phi nó sẽ nhẽo và nó đắng mọi người. Thì mình sắc thì mình cũng sắc bình thường, bằng dao bình thường thôi. Khi mà mình nấu ăn đó, mình sắc sắc hơi dài dài vậy nè, theo chiều dài của củ hành đó. Chứ mình đừng có bào cho nó nhuyễn quá rồi nó nữa mình phi ra nó nhẽo nhẽo, nó không ngon mọi người ơi. Thì dầu á, mình sẽ cho dầu và chảo thật nhiều nha, và mình để một tí muối nha mọi người. Để muối vô thì hành mình nó cũng vừa ăn và bảo quản được lâu á, chứ nó giòn giụm luôn á. Thì mình cứ để như vậy đó, chừng nào hành tím nó nổi lên hết rồi cái mình sẽ đảo đảo một lần, rồi mình cứ để vậy cho nó tự nó chín nha mọi người. Thì sau phi khoảng 15 phút thì mình thấy nó vàng vàng vậy nè. Thì mọi người cứ canh canh thấy hơi hơi vàng vàng là mình vớt ra được rồi nha, đừng để cho nó vàng quá. Vàng quá mình vớt ra cái nó chậm màu hơn nữa đó mọi người. Thì mình có thể vớt ra cái gỗ hoặc là cái mình lấy giấy chống dính á, rau chống dầu á mọi người, mình vớt vào cũng được. Mà tại mình làm số lượng nhiều, mình sẽ để vô gỗ, xong rồi mình sẽ để vô cái mâm mà lót giấy chống dính nha. Mình sẽ để cho nó thật nguội và mình sẽ để vào keo và keo thủy tinh này kia đó. Mình sẽ bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh cho khoảng 1 năm mà cũng còn dần dụm nữa đó mọi người ơi. Thì đây là thành phẩm của mình, nhà mình làm được một mâm gì nè. Bóp vô là nó giòn giụm nó luôn á, và nó không có bị nhẽo ra khi mà nguội nha. Thì sẵn đây mình cũng làm thử hành củ hành lá mọi người. Thì củ hành lá mình cũng làm theo giống vậy luôn. Hành lá thì mình cũng mua được mớ đó, một mớ mình làm dưa chua rồi, ngâm theo kiểu dưa đó mọi người. Thì mình sẽ lựa những củ to, mình sẽ sắc ra và mình làm y gan như làm hành tím vậy luôn nha. Thì hành lá này mình cũng làm thử coi ăn nó như thế nào nha. Thì công đoạn cũng vậy mọi người, mình cũng sắc ra như vậy nè, mình cũng phi giống vậy đó. Thì mình thấy hành lá mình sắc theo chiều dài nó thì cái miếng hành của nó sẽ rất là đẹp nha mọi người. Nó còn giữ nguyên được cái hình mà mình sắc đó. Nhưng mà ngược lại cái vị của nó không có được ngọt bằng hành tím nha mọi người ơi. Thì mọi người hãy xem coi cái nào mình thích thì mình làm nha. Mình thấy cái nào ăn cũng được, nhưng mà cái vị nó ngọt thì nó hơi ít hơn là của hành tím nha. Nhưng mà ngược lại thì cái mình nhìn nó to và nó bự, nó đẹp hơn, nó không bị nát hơn hành tím nha. Hành tím thì khoảng 90% thì nó còn nguyên, con này mình thấy 100% nó còn y nguyên luôn á. Thì xin cảm ơn mọi người đã xem video nha, chúc mọi người thành công nha.